Ngày hôm qua 21 tháng 4 tại thành phố Phú Quốc, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã phối hợp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn hai phường Dương Đông và An Thới tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6. Tại trường trung học cơ sở Dương Đông 1 có 1.874 học sinh và 93 cán bộ giáo viên. Kể từ khi bắt đầu thực học từ ngày 7 tháng 2, trường trung học cơ sở Dương Đông 1 đã ghi nhận 439 học sinh và 45 giáo viên nhiễm COVID-19. Học sinh khối lớp 7, 8, 9 đều đã được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine. Còn lại 404 học sinh thuộc 10 lớp của khối 6 sẽ được tiêm chủng trong lần này. Sau khi được sự chỉ đạo từ các cấp thì chúng tôi nhanh chóng tổ chức cái khâu cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công tác tiêm. Đã tiêm được 5 lớp, không có cái trường hợp học sinh nào bị ảnh hưởng gì sức khỏe sau tiêm cả. Trước đó, thông qua Zalo, các trang hội nhóm của lớp, trường trung học cơ sở Dương Đông 1 cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các phụ huynh về tiêm chủng. Đa số các bậc phụ huynh đều cảm thấy yên tâm khi con em mình được tiêm chủng, được trang bị tấm lá chắn phòng dịch. Ngày hôm nay đưa cháu đến tiêm cái vaccine này, thì thật sự mình cũng cảm giác là mình yên tâm. Yên tâm tại vì là sao? Có cái vaccine trong người thì nó cũng như là một cái lá chắn để bảo vệ cho con mình. Nói chung là trước nhất là yên tâm hơn, tại con mình nó cũng có lá chắn, nó cũng đỡ hơn là giống như mình chưa tiêm vaccine mà đến trường thì các bạn xung quanh cũng nhiễm thì mình cũng lo. Mình thử bữa nay được tiêm thì cũng mừng lắm. Không chỉ có phụ huynh mà đa số các em học sinh khối 6 tại trường trung học cơ sở Dương Đông 1 cũng vui mừng phấn khởi khi bản thân là thành viên tiếp theo của gia đình được tiêm phòng COVID-19, giúp bảo vệ sức khỏe cho các em đến trường trong mùa dịch. Ba mẹ với lại chị con thì cũng đã được tiêm đầy đủ 2 mũi. Hôm nay thì con mới được tiêm, con cảm giác rất là hồi hộp nhưng mà con cũng rất là vui vì khi mà mình được tiêm thì cũng như là có cái lá chắn để mà bảo vệ mình trước cái dịch bệnh COVID-19. Lúc tình hình dịch COVID thì con cũng cảm thấy lo lắng và khá là hồi hộp vì mình không biết mình bị như lúc nào và cũng không biết là di chứng nó ra làm sao. Thì sau khi mà được tiêm phòng rồi ấy thì con cũng khá là mừng tại vì có một cái gì đó gọi là cái lá chắn bảo vệ. Theo ông Võ Thành Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết, việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi đã được thành phố chuẩn bị chu đáo và chỉ chờ có vaccine về sẽ tiến hành tiêm đồng loạt cho trẻ em tại các xã phường trong thời gian sớm nhất.